Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Phúc. Có một cái nghịch lý rằng là bây giờ chính là một cái thời điểm mà các bạn học sinh cần laptop nhất để học online. Nhưng mà giá laptop thì cứ ngày một tăng lên. Tuy nhiên, hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy có mức giá chỉ vào khoảng là 10 triệu đồng thôi. Nhưng mà nó lại có rất là đầy đủ tính năng. Và đây lại là một chiếc máy siêu bền nữa. Đây có thể nói là một chiếc máy nghìn năm có một. Và phá đảo trong phân khúc giá rẻ luôn. Nghe có vẻ rất là hấp dẫn đúng không? Thì ok, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về chiếc Asus Bearer 1100F này nhá. Và hiện tại thì chiếc máy này cũng đang được bán tại chuỗi hệ thống cửa hàng FPT, nên là chúng ta có thể là mua được một cách rất dễ dàng. Bởi vì bây giờ đi đâu cũng thấy cửa hàng FPT mà đúng không? Rồi, mình sẽ nói về thiết kế trước tiên. Bởi vì cứ tưởng rằng là 10 triệu đồng thì chúng ta sẽ chỉ có một chiếc máy có thiết kế rất là bình thường mà thôi. Nhưng mà Asus đã rất là khéo léo để biến hóa nó theo một kiểu mà mình thấy rằng là cũng rất là chuẩn cho các bạn học sinh. Nó nhỏ gọn, cân nặng 1,4kg và trông nó cực kỳ cute. Mình rất là thích cái hoàn thiện của chiếc máy này và Asus cũng chia sẻ rằng là đây là một chiếc máy siêu bền. Mặt trên của máy được làm bằng nhựa, được hoàn thiện giả vân carbon giúp chống chảy xước tốt. Nhìn nó cũng rất là cao cấp nữa cơ. Xung quanh viền thì được bao bọc bởi một lớp cao su chống sốc. Cách phối màu nhìn cũng rất là xịn và không hề có một cái chút loè loẹt gì ở đây cả. Các góc của máy được bo tròn đều, cầm nắm rất là dễ dàng. Và mình tin rằng là nếu mà chỉ nhìn và cầm vào chiếc máy này thì chẳng ai tin nổi nó lại có một cái mức giá quá là đáng yêu như là cái thiết kế của nó vậy. Mặt A thì các bạn cũng có một cái đèn báo nguồn và internet này. Ánh sáng rất là đều và rõ ràng. Về các cổng kết nối của máy thì cũng được trang bị rất là đầy đủ. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng này, vật lý luôn. Phím nguồn này, jack 3.5mm này. Một cổng USB-A và cổng mạng LAN. Ở bên cạnh trái chúng ta sẽ có cổng nguồn này, cổng Type-C, thêm một cổng A nữa, cổng xuất hình ảnh HDMI. Hơi tiếc là cái phiên bản mình đang có đây thì nó lại không có boot stylus. Nhưng mà nếu như các bạn muốn sử dụng boot thì hãy chọn cái option mà được trang bị sẵn nha. Và cái dòng máy này được trang bị boot stylus nên là cái màn hình ở phía bên trong cũng là màn hình cảm ứng luôn. Và vừa có boot lại vừa có màn hình cảm ứng, nên là cái bản lề của nó cũng là bản lề gập mở 360 độ để cho anh em có thể là gập mở xuống và viết vẽ rất là thoải mái. Anh em thấy chưa? Rất ngạc nhiên đúng không? 10 triệu đồng nhưng mà nó có quá là nhiều thứ luôn. Còn về chất lượng hiển thị của màn hình này thì ở đây cũng là một cái màn hình tấm nền IPS phủ gương, màu sắc chất lượng rất là tốt. Mà có màn hình tấm nền IPS cũng là phá đảo trong tầm giá rồi gì nữa. Mình thấy rằng là trên thị trường này rất là nhiều những mẫu máy nói là dành cho học sinh, nhưng mà những cái tấm nền của màn hình đó chỉ là tấm nền TN mà thôi. Nhìn lâu nó sẽ rất là hại mắt, đặc biệt là mắt của bạn học sinh ấy, nó chưa phát triển hết. Nên là một cái màn hình tấm nền IPS như trên chiếc máy này là cực kỳ cần thiết. Còn về độ phân giải của nó thì cũng chỉ là 1366x768 mà thôi. Nhưng mà trên kích thước là 11.2 inch thì nhìn mọi thứ trông nó vẫn rất là ổn. Và đối với các bạn học sinh sử dụng máy để mà học tập là chính ấy, thì mình nghĩ rằng là cái độ phân giải ấy, nó cũng không quá là quan trọng đâu. Chiếc máy này thì nó cũng không có viền màn hình sang trọng siêu mỏng gì đâu. Bởi nó đi theo hướng là cute, nhỏ gọn, siêu bền mà. Phía trên chúng ta sẽ có một cái webcam 720p và tấm chắn để giúp bảo mật tốt hơn. Ở phía bên dưới khung bàn phím chúng ta sẽ được tích hợp thêm một cái camera độ phân giải là 13MP nữa. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể đòi hỏi một cái chất lượng tốt ở một cái hệ thống camera ở trên laptop. Nhưng mà chỉ ít ra có một cái camera phía sau thì chúng ta vẫn có thể là phục vụ cho những nhu cầu video call. Trong khi chúng ta gọi điện video call thì chúng ta vẫn có thể là quay được những thứ ở phía sau, tương tự như là iPad hay là smartphone. Còn về bàn phím ấy, thì đây cũng là một cái hệ thống bàn phím chống tràn. siêu bền, có rất nhiều tính năng. Nên là chẳng may mà bạn có đổ nước xuống cái hệ thống bàn phím này ấy, thì nó sẽ có một cái khay ở phía dưới để mà đỡ, giúp cho nước nó không bị vào phần main board. Còn về cảm giác gõ phím thì nó cũng ở mức tốt. Bàn phím nhanh nhạy, hành trình phím đủ sâu để mà có cảm giác gõ thoải mái về lâu về dài. Touchpad ở phía bên dưới hoàn thiện tốt và khả năng tracking cũng tương đối ổn. Về cấu hình thì tất nhiên không phải là một cái điểm nhấn trên một chiếc máy có mức giá chỉ là 10 triệu như này. Nó sẽ chỉ vừa đủ để mà đáp ứng cho nhu cầu học tập cơ bản mà thôi. Cụ thể thì nó sử dụng con chip là Pentium Silver N6000. Và những công việc phù hợp với nó có thể kể đến như là học trực tuyến này, hội thoại video này, tìm kiếm thông tin này, giải trí xem phim hay là làm bài tập về nhà. Khi chiếc máy cute này nó vẫn có thể đáp ứng được rất là tốt. Chứ các bạn đừng lấy tiêu chuẩn của những chiếc laptop gaming hay là những chiếc laptop dành cho công việc ra để mà đối chiếu với em này nhá. Em này thuộc một phân khúc khác, phân khúc dành cho học sinh. Và đối với những nhu cầu của một học sinh ấy thì nó đáp ứng rất là tốt. Nó lại còn được trang bị ổ SSD nữa, nên là những thao tác làm việc cơ bản của nó ấy, thì nó cũng đều rất là nhanh và nhạy. Còn về dung lượng pin ấy, thì chiếc máy được trang bị viên pin có dung lượng là 42W. Mình sử dụng ở những thao tác cơ bản được vào khoảng là
6 cho đến 7 tiếng, một thời gian sử dụng cũng rất là thoải mái. Đây là một điều rất là dễ hiểu thôi, khi mà chiếc máy này nó sẽ chỉ có một cái màn hình kích thước nhỏ gọn, độ phân giải cũng không phải là quá cao, độ sáng cũng không phải là quá cao. Đã thế con chip thì lại siêu tiết kiệm điện, nên là con số 6 cho đến 7 tiếng sử dụng ấy là hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được trên chiếc máy này. Tóm lại thì với 10 triệu đồng, chiếc Asus BR 1100F có thể nói là một chiếc máy gọi là phá đảo trong phân khúc. Mọi yếu tố trên chiếc máy này thì đều tập trung đáp ứng được cho những cái nhu cầu học tập của một học sinh. Đã thế thiết kế của nó thì trông nó cũng rất là đẹp, hoàn thiện rất là cao cấp, siêu bền, bàn phím chống tràn, trải nghiệm gõ tốt, màn hình IPS, phủ gương, chất lượng màu sắc cũng ở mức rất là tốt, kết nối đầy đủ, có quá là nhiều thứ, quá là nhiều tính năng trên một em máy giá 10 triệu siêu bền như vậy. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy cùng comment ở phía dưới nhá. Mà nếu như các bạn đang có cái ý định gì mảy may chê chiếc máy này ấy, thì các bạn hãy suy nghĩ lại một lần nữa rằng là đây là một chiếc máy dành cho học sinh chứ không phải là dành cho những người đi làm nhá. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.